Thưa quý vị và các bạn, đường Nguyễn Thiện Thuật ở thành phố Hồ Chí Minh chỉ có chiều dài chưa đầy 1 km, nhưng ở đây lại có hơn 30 cửa hiệu bán các loại đàn. Chính vì vậy mà người dân thành phố Hồ Chí Minh quen gọi là phố đàn. Nơi đây không chỉ là nơi sản xuất, sửa chữa các loại đàn mà còn là điểm đến để các nhạc công hàn huyên về nghề nghiệp. Ở đường Nguyễn Thiện Thuật, các cửa hàng bán đàn nằm sát nhau trên chiều dài khoảng 200 m, đoạn từ ngã tư Nguyễn Đình Chiểu đến đường Nguyễn Thị Minh Khai. Đến với phố đàn, ấn tượng đầu tiên là những dòng quảng cáo thương hiệu đàn được viết tay ngay trên những thùng đàn treo lủng lẳng trước gió. Ở đây có nhiều cửa hiệu đàn nổi tiếng từ trước thập niên 70 như hiệu đàn Đức Thịnh, Đức Thắng, đàn Sài Gòn. Hầu hết các cửa hiệu đàn lâu năm tại phố đàn Nguyễn Thiện Thuật đều là nghề cha truyền con nối. Ở đây làm và buôn bán đầy đủ các loại đàn, nhưng guitar thùng và nhạc cụ dân tộc được bán nhiều nhất. Các cửa hàng ở con phố này chủ yếu là bán sửa chữa nhỏ, còn sản xuất đàn thì lại nằm ở nơi khác. Theo những người dân ở đây thì vào những năm 80 của thế kỷ 20, phố đàn Nguyễn Thiện Thuật chỉ lác đác vài cửa hàng bán đàn. Thế nhưng số lượng các cửa hàng bán đàn đã tăng lên gấp đôi, gấp ba vào những năm sau đó vì nhu cầu của người dân thành phố Hồ Chí Minh lúc bấy giờ. Không chỉ làm và bán các loại nhạc cụ, các cửa hàng còn sửa chữa, phục hồi đàn cổ theo yêu cầu của khách hàng. Nghệ nhân ở phố đàn nhận đặt làm các loại đàn từ guitar, guitar classic, mandolin, đàn tranh, sáo, kìm, sến, tỳ bà, cò, gáo. Là một loại hàng hóa đặc biệt dành cho những người yêu thích đam mê âm nhạc, nên bán đàn và tiếp khách phải là những người thật sự am hiểu về các loại nhạc cụ này. Có người phải theo học 2 đến 3 năm mới có thể làm sửa chữa và đứng bán. Để trở thành thợ lành nghề thì ngoài năng khiếu cũng mất 4 đến 5 năm. Cô Nguyễn Thị Thu Lan, chủ tiệm đàn Sài Gòn, xưa là giáo viên nay đã về hưu. Tiếp nối truyền thống của gia đình, cô tiếp tục kinh doanh đàn. Tuy đã am hiểu nhiều về nhạc cụ, nhất là nhạc cụ dân tộc, vốn là nghề của mình, nhưng cô vẫn không ngừng học hỏi, nâng cao khả năng âm nhạc để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Dạ thưa cô, con thấy cửa hàng mình trưng bày rất nhiều loại đàn, thì không biết là cửa hàng mình có những cái loại đàn nào ạ? Đàn dân tộc thì cô cũng có, đàn Tây Phương thì cô cũng có. Đàn nào nhu cầu khách hàng cần thì là cô có. Thì không biết là cô am hiểu các loại đàn này như thế nào, đặc biệt là các loại đàn dân tộc ạ? Nếu mà muốn kinh doanh một đàn nào mà cô muốn đỡ lo cho khách hàng uy tín là cô phải hiểu nhiều về cái đàn. Cô phải học để biết cái âm thanh nó chuẩn như thế nào để khách hàng vui vẻ. Lúc mà người ta hài lòng á thì mình yên tâm hơn. Thật ra cô phải đi học rất nhiều nhạc cụ để cô vững trong nghề nghiệp á. Học làm đàn, rồi học cách chỉnh dây hay là cái cách học cách đàn, cái âm thanh của nó cho tốt để cho khách hàng tin tưởng cửa hiệu của mình hơn, thương hiệu của mình hơn. Để chơi đàn cần có đam mê và đôi chút năng khiếu về âm nhạc. Chính vì thế mà những người chủ cửa hàng đàn khi gặp những người cùng nghề hay cùng hội thì có thể ngồi hàng giờ để hòa âm cùng nhau với những giai điệu quen thuộc mà mình yêu thích. Đây cũng là điều đặc biệt nơi con phố đàn Nguyễn Thiện Thuật. Phố đàn xưa nay là địa chỉ quen thuộc của các nhạc công, nhạc sĩ, từ không chuyên đến chuyên nghiệp. Ở con phố này, ngoài tiếng ồn ào náo nhiệt của xe cộ, thì bất chợt đâu đó lại vang lên những âm thanh cuốn hút. Giữa chủ hiệu đàn và khách mua đàn gần như không có khoảng cách người mua và người bán, mà giữa họ là âm thanh của những cây đàn. Khách hàng đến đây là nhạc công, nhạc sĩ, là những bạn sinh viên, thầy cô giáo dạy nhạc và có cả khách nước ngoài.
Nhiều người đến phố đàn không chỉ để mua đàn, mà họ đến đây để gặp lại những bạn phong niên hàn huyên về nghiệp đàn. Anh có thường xuyên đến cái con phố đàn Nguyễn Tiện Thuật này không? Thì con phố đàn đường Nguyễn Thực này thì là anh cũng thường xuyên tới lắm. Từ cái tiệm này là anh Thọ cũng quen với mình. Và mình cũng là thường xuyên tới đây để dẫn bạn bè tới mua những cái đờn. Và để coi coi có những cái mẫu đờn nào mới không để mình giới thiệu bạn bè. Đó là cái nơi thường xuyên lại đây. Thế thì đây có phải là nơi mà anh tìm bạn tâm giao để chia sẻ chuyện đàn, chuyện nghề không? Chỗ này thì cũng là thường xuyên lui tới, tự vì là nói chung là ban nhạc thì làm ban đêm không à, cho nên ban ngày là rảnh, rảnh thì mình đến đây thì là lúc là mình cũng giải chết với tâm sự với anh Thọ ở đây, và anh có tài liệu gì mới thì mình cầm giật vậy đó. Thì tự vì anh Thọ là tiệm chủ tiệm đây thì là anh có những cái thông tin về nhạc cụ, về đờn, rồi guitar, rồi ọt, rồi nhiều, cho nên là mình cũng thường lui tới được không? Em tìm. Dạ thưa chú, được biết là cửa hàng của mình tồn tại ở đây khá lâu rồi, thì không biết là tình yêu cũng như là lòng đam mê với nghề và gắn bó với con phố đàn này như thế nào thưa chú? Theo nghề này cũng lâu rồi, cũng mấy chục năm rồi, mình cũng gắn bó với cửa hàng của mình. Thì rất lâu là mình yêu nó, tự vì nó đã nuôi sống gia đình của mình, cho con cái mình, nên là mình yêu nó, như được biết với nó, đến với nó là cái đam mê, mình quen được nhiều khách hàng. Sinh viên cũng có, nhạc công cũng có, mà cả nhạc sĩ cũng có, những cái lượng khách như người nước ngoài cũng có. Thì từ đó mình rất quý nó, đam mê nó, nói là mình thấy cái gì đẹp của cây đàn là mình tập trung trao chuốt cho nó.